em chơi. Cho chú hỏi tí xíu được không? Đúng. Là em bên kỹ thuật viên của Hát Đông Đa đó, dạ. Nói em là chuyên về bên FI á. Dạ. Em có thể làm thôi chú. Nhưng mà có thể là FI là khi mình vô đây mình được căn chỉnh như thế nào rồi đó. Mình đến dưới đây mình làm có mấy móc thôi chú ơi. Dạ. Nếu mà bọn phận mà chú quay phim con ngại quá hả? Chú quay phim con ngại quá. Chú đăng lên YouTube cho mấy bạn coi chú xem thôi mà. Đúng là em này là chuyên về cái FD nhưng mà em ngại em không có lắm là 88 đó chú ơi. Thì 88 thôi là những chiến về kỹ thuật thì đủ xài thôi chứ không có thân hết. Thì đâu có nói là chuyên gia đâu rồi thở. Là kỹ thuật chuyên đúng không? Chứ không có nói là chuyên gia. Đủ xài thôi không? Đủ xài rồi. Vậy cũng ok. Cảm ơn con nha. Em này em ngại quá anh không có nói. Em là tổ trưởng tiếp nhận xe hả? Dạ. À, cảm ơn anh luôn nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn đội ngũ hệ thống đa của Sài Gòn Long Phát. Tính cái qua đơn này nè. Dạ đợi con chút. Có thay, có lấy một cái mình nhớ với thay cái gì đó. Một trăm 35.000 chú. Tổng cộng hả con? Dạ. Chú chưa nhận gì nhất không? Nhất thì đây. Máy xe rồi chú. À, máy xe rồi. Ra chú coi. Dạ, cảm ơn. Mấy chú ba 100 mấy 365 gì nè. Cảm ơn con nha. Dạ, cái tên con hả? Cái tên mới về, không biết tính cái gì. Ở đây bao xe không? Dạ. Chú chén không có nữa. Cảm ơn ngàn nha, chú chén. Cảm ơn con nha. Dạ. Không biết tên thì ở đây lau xe các bạn. Rồi chào hết nha. Chào tất cả các bạn. Đây là chiếc xe Winner 150 của mình. Thì mình vừa đi tới Hết Honda để bảo hành kiểm tra định kỳ lần 5 nha các bạn. Thì đây là cái phiếu kiểm tra và sửa chữa. Thì quá trình kiểm tra thì có thay cái bóng hậu và mua một chai nhớt mình đem về là 116k, bóng hậu giá là 19k. Bóng hậu nó bị đứt cái một tim ếch tóp đó các bạn. Thì mình đi kiểm tra hết Honda về thì cũng có cái clip chia sẻ với các bạn và cái cảm nhận của mình khi đến hẹt để kiểm tra xe nha các bạn. Thì đội ngũ ở hẹt Honda thì rất là ok các bạn, rất là chuyên nghiệp. Thì nhân viên kỹ thuật thì người ta kiểm tra thì xe mình có vấn đề là tăng cam đó các bạn. Tăng cam nó bị hơi kêu thì người ta đã có chỉnh lại cho mình, chứ không có thay cái cục mới. Thì khi chỉnh lại thì cái tiếng kêu nó cũng hết. Và cái nhân viên đội ngũ của hẹt thì rất là nhiệt tình và kiểm tra rất là chu đáo.
thì họ kiểm tra luôn cả tới cái nắp bình xăng này các bạn, những cái chi tiết nhỏ nhất là cái nắp bình xăng thì kiểm tra, thì nó hơi rít thì họ chỉ cần tra mỡ bò vô thôi, chứ tra nhớt vô thôi chứ không có cái gì khác. Họ tra mỡ bò vô nè các bạn thì nó sẽ nhẹ đi đó. Thì kiểm tra toàn bộ xe thì những cái chi tiết nhỏ lặt vặt người ta cũng sẽ kiểm tra hết cho mình. Còn riêng thì cái sợi sên này các bạn thì hết cũng, kỹ thuật viên cũng nói là sên này vẫn còn đi được tốt, mặc dù đã qua 24.000 km sên zin theo xe, thì như vậy thì mình cũng an tâm, mình đi tiếp thêm 1.000-2.000 gì nữa các bạn rồi mình thay luôn. Cái giá bộ sên nhông dĩa này ở hệt báo là 380.000, tiền công nữa là 40.000, nữa là cả như là 420. Thì mình thay phụ tùng thì có cái phí tiền công, còn mình kiểm tra định kỳ thì hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Thì cái xe này đã được chỉnh lại cái cục tăng cam này, để tôi nổ máy cho các bạn xem coi nó còn kêu không nha. Nó cũng còn kêu hơi tăng tăng các bạn, nhưng mà nói chung là nó đã im rồi. Nói chung là cái tăng cam này nó đã được khắc phục là im. Thì do cái dòng máy đứng á các bạn, thì cái tiếng máy nó hay kêu xào xào, nó không có im như cái máy ngang. Thì qua đây mình cũng có cái đánh giá nhận xét về cái đội ngũ kỹ thuật viên của Hét Honda. Thì nhiều bạn cũng chê cái đội ngũ Hét Honda là thợ không làm nghề, là thợ không có chuyên nghiệp. Nhưng mà ngược lại theo ý kiến riêng của mình đánh giá thì cái thợ của Hét Honda rất là chuyên nghiệp. Xe mình đã chạy là 24.000, chạy 24.000 cây số các bạn. Thì theo mình đánh giá chung là cái đội ngũ của Hét Honda đó rất là chuyên nghiệp. Và một phần nữa là những cái Hét Honda thì họ có đầy đủ cái thiết bị để mà kiểm tra và sửa chữa những cái hỏng hóc của một chiếc xe. Thì theo như các bạn đánh giá thì thợ ở ngoài thì nó giỏi hơn, thì tôi cũng, thì ở đâu cũng vậy các bạn, thợ thì phải có người giỏi người dở. Nhưng mà tôi đánh giá là đội ngũ thợ hết là cũng phải được đào tạo bài bản người ta mới nhận vô làm, chứ thợ lâm cơm thì cũng không được nhận làm nha các bạn. Còn thợ ở ngoài thì cũng có những người thợ rất là giỏi, nhưng mà cũng có một số là thợ là lâm cơm, là mở tiệm ra là chỉ canh me là phá xe thôi. Thì do đó các bạn muốn đem ra thợ ngoài thì phải có cái sự uy tín và quen biết. Chứ còn cái hệt Honda thì người ta uy tín trên toàn quốc, mình ghé bất cứ cái hẹt nào mình cũng an tâm, không lo sợ. Còn thợ hoài thì mình không có đánh giá, là nói chung là ai cũng tiệm nào nó cũng phải có vấn đề chặt chém. Tốt nhất á thì mình nên ghé những cái tiệm mà thợ quen biết của mình thì nó sẽ đảm bảo hơn. Nhưng mà thợ hoài thì đa số là chỉ giỏi về cái độ chế là nhiều, còn thợ hết thì không có độ chế, người ta chỉ thay thế phụ tùng và căn chỉnh những cái hỏng hóc bên ngoài của xe thôi.
chứ vô hết thì không có vấn đề là độ chế. Nhưng mà ngược lại là những cái tiệm nhỏ lẻ bên ngoài nó không đầy đủ thiết bị các bạn. Thứ nhất là vấn đề về xe FI, phun xăng điện tử. Thì hầu hết các tiệm nhỏ lẻ ngoài là không có thiết bị để căn chỉnh cái kim phun xăng. Thì chỉ trong hẹt là mới có thôi các bạn. Ở ngoài thì có những cái cửa hàng lớn, những cửa tiệm lớn thì người ta có. Nhưng mà đa số là những cái tiệm nhỏ lẻ là không có. Người ta không có trang bị cái máy móc để mà căn chỉnh cái phần FI. Thì các bạn đi đường mà có trục trặc gì, các bạn đem những cái tiệm nhỏ coi, người ta sẽ từ chối, người ta không nhận chỉnh cái phần FI đâu. Vì lý do là người ta chỉnh không có được, mất cái thời gian, thì không có lấy tiền khách hàng được, thành ra từ chối. Thì cái tình trạng mà mình đem ra tiệm bất đắc dĩ á, những tiệm ngoài á, khi mình đi đường thì có hỏng hóc gì, nếu có điều kiện thì tất cả những cái hệt Honda trên toàn quốc đều nhận sửa chữa cho thương hiệu xe Honda các bạn. Còn mình, những cái chỗ mà không có cái hết Honda đó thì mình bắt buộc phải ghé những cái tiệm nhỏ lẻ bên ngoài để mình khắc phục những cái lỗi nhỏ để mình đi về tới nhà. Còn những cái điều kiện nào mà mình tốt nhất là theo tôi thì khuyến cáo với các bạn là mình đem tới hẹt thì an tâm hơn. Đây là theo ý kiến của tôi các bạn. Thì tôi thấy là xe tôi từ ngày mua mà mình đem tới cái hết Honda để cho mà kiểm tra mà thì tôi thấy rất là đạt. Đội ngũ rất là chuyên nghiệp. Thì cũng qua hỏi cái anh nhân viên thì báo là cái lớp mình thì cũng còn ok. Mà xe mình cũng còn ok hết các bạn. Rồi mình tiếp tục đi đến hết bảo hành 30.000 km. Mình sẽ có cái clip review đánh giá chiếc Winner 150 này như thế nào. Rồi video tới đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn đam mê xe, các bạn mê phượt, có những chuyến phượt đi rất là vui vẻ nha. Chào tạm biệt các bạn.